Chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm của người nhiều, người ít. Điều đó không quan trọng. Quan trọng chúng ta hướng về những người có những hoàn cảnh khó khăn, những người không may mắn đã khiếm thị, không thấy đường được chúng ta, không thấy được ánh sáng, rất khó khăn trong công việc để mưu sinh. Vì vậy chúng ta gửi đến như vậy, chúng tôi cảm thấy đó là một điều đáng rất là mừng và trân trọng. Một lần nữa xin cảm ơn những nhà hảo tâm rất nhiều. Sau cùng xuân cũng lại sắp về, xin kính chúc cho quý vị có mặt nơi đây hưởng một mùa xuân được ấm no, hạnh phúc, an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các cô chú, các anh chị, hôm nay chúng ta lại có một nhân duyên để họp mặt trong cái tịnh thất của sư mẫu của chúng tôi, tức là sư cô Diệu Trang. Hôm nay cảm ơn quý vị về đây để niệm Phật, để đảnh lễ. Mặc dù thời gian chúng ta đảnh lễ cũng như niệm Phật không được nhiều, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng chúng ta hãy hiểu rằng niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cái đó là hàng Phật tử của chúng ta hãy nên ghi nhớ và hãy nên làm mỗi khi về chùa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trong đó cũng như quý vị về đây dùng với chùa nghèo của chúng tôi một tô bò kho do tôi tự công mà nấu đại cho quý vị, không biết có ngon không ạ? Vỗ tay nhiều quá chắc có lẽ là ăn tạm được. Và tiếp theo cái kính đây là quý vị đến để nhận quà. Đây là một trong những món quà tình thương mà hầu như là hàng năm mình tịnh thất của sư mẫu của chúng tôi phát quà Tết để gửi đến cho quý vị dùng trong những cái ngày Tết đã kể cần sắp đến. Có được những phần quà này cho phép chúng tôi nêu lên một số danh sách của những người bạn, những mạnh thường quân đã gửi về để cho tôi và sư mẫu của chúng tôi làm ra được những món quà này. Đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn vợ chồng Bạn Thuận đã gửi 1 triệu trong 100 ký đường. Xin cảm ơn vợ chồng Bạn Thuận. Xin cảm ơn bà xã Hương Lê đã gửi đến 1 triệu 2, có nghĩa là 100 ràng bánh tráng cho quý vị để dùng Tết cuốn bánh tráng nhé. Xin cảm ơn một người bạn và tôi, hai người đã gửi đến 100 chai dầu ăn trị giá 1 triệu 7. Xin gửi đến quý vị. Cảm ơn bạn Tùng và bạn Thúy Vân, hai vợ chồng bạn ấy đã gửi đến 2 triệu. 2 triệu này chúng tôi nhận rất trễ cho nên là không kịp mua quà, mà chúng tôi sẽ đổi ra bằng tiền mặt. Nghĩa là 2 triệu này cho 100 người, như vậy là mỗi người chúng ta nhận được có 20.000. Nó 20.000 tính ra một đơn vị thì nó không lớn, nhưng đây nhìn tổng thể 2 triệu cũng không phải là nhỏ với bạn ấy. Công bạn ấy đã làm cũng vất vả mới có được số tiền này, vì thế là 2 triệu chúng ta cũng đáng rất là trân trọng. Xin cảm ơn chị Sáu được gửi đến 2 triệu để hỗ trợ trong buổi phát quà hôm nay. Xin cảm ơn chị Chính đã gửi đến 200 chai nước tương. Xin cảm ơn chị. Và hai nhân vật sau cùng chúng tôi muốn nói đến là hầu như không thể thiếu trong mỗi lần mà chúng ta làm những chương trình phát quà từ thiện như thế này. Nếu như không có hai nhân vật chính đó, chúng ta khó mà thực hiện được. Xin cảm ơn bạn Mỹ ở bên New York gửi về 200 USD. Xin cảm ơn chị Cherry Lê, tức là con của sư mẫu, và cháu ngoại là quý vị gửi về 700 đô USD. Và số tiền này là sư mẫu sẽ mua gạo, mua 1 tấn gạo gửi đến cho quý vị. Coi như là mọi người chúng ta nhận được 10 ký gạo, cũng như là mì gói, đường, dầu ăn, nước tương và bánh tráng. Chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm của người nhiều, người ít. Điều đó không quan trọng. Quan trọng chúng ta hướng về những người có những hoàn cảnh khó khăn, những người không may mắn đã khiếm thị, không thấy đường được chúng ta, không thấy được ánh sáng, rất khó khăn trong công việc để mưu sinh. Vì vậy
chúng ta gọi đến như vậy, chúng tôi cảm thấy đó là một điều đáng rất là mừng và trân trọng. Một lần nữa xin cảm ơn những nhà hảo tâm rất nhiều. Sau cùng xuân cũng lại sắp về, xin kính chúc cho quý vị có mặt nơi đây hưởng một mùa xuân được ấm no, hạnh phúc, an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ xin phát quà luôn rồi, xin mẫu ạ. Dạ. 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 Chú có muốn nói gì không ạ? Dạ. Dạ. Thôi để chúng tranh thủ thời gian để cho quý vị còn về có thể là chạy show nữa sao? Cuối năm được rất hy vọng. Ha, điều đó cũng hy vọng quý vị chạy show. Và sau đây cho phép tôi xin được đọc tên những ai có thì quý vị hãy tiến về phía trước. Có tất cả những em cháu đây hỗ trợ quý vị nhận quà cũng như là mỗi người là 20.000 nhé. Số tiền này là của ba Tùng, vợ chồng ba Tùng. Sau đây xin phép mời chú Nguyễn Văn Sèn. Xin mời chú. Chúng ta có ai lực lượng thì hỗ trợ những người lớn tuổi nhé, khiêng quà để ra ngoài xe. Dạ rồi. Xin mời cô Nguyễn Thị đi, có người hỗ trợ. Bu à, phải không ạ? Nguyễn Thị Bu. Đây, rồi. Đúng rồi, một người một phần. Xin mời cô Nguyễn Thị Bu. Xin mời cô Nguyễn Thị Ngân. Dạ, xin mời con. Ủa, bác cô nào nhận quà nhớ nhận giùm em 20 lì xì của vợ chồng bác Tùng nhé. Con có chưa? Đây đây cho gỡ. Rồi cô này. Dạ, lì xì của vợ chồng bác Tùng. Hỗ trợ. Cô ngừng nào, cô ngừng đây không? Đây, đây lì xì của cô. Rồi tới cô ngừng. Xin mời cô Trần Thị Lợi. Cô Châu Thị Tách, Thị Lách. Lánh à, Lánh. Cô Lợi và cô Lánh. Đây cô Lợi. Dạ, cô Lánh. Xin mời cô Liên và chú Trần Văn Tuấn. Chú Tuấn và cô Liễu à. Liên hay Liễu? Liên. Đây, chú Tuấn. Cô Liễu đâu? Dạ. Cô... Xin mời Nguyễn Thanh Tuyền và Nguyễn Thị Thanh. Cô Tuyền. Thôi, chắc cưng đem đi. Xin mời cô Nguyễn Thị Thanh ạ. Xin mời cô Nguyễn Thị Rưới. Dạ, gửi lại chị cô. À. Xin mời chú Nguyễn Văn Quẹo. Ai dịnh thì phải bưng cái này. Ai dịnh thì phải bưng cái này. Ở đây có ai phát quà đây? Ai vô phát quà nè. Đây để em lấy rồi đi ra chị. Xin mời Châu Thị Sinh. Xin mời cô Sinh. Xin mời chú Lê Văn Bình. Rồi xin qua chú, xin qua chú. Đây chú Bình. Đi tới, đi tới. Dạ. Rồi, xin mời này, rồi. Xin mời cô Võ Thị Gái. Xin mời Lê Kim Chống. Xin mời cô Phạm Thị Phèn. Đây, rồi, rồi. Cô Chống, cô Phèn. Bữa nay hay tối nha cô ha. Dạ chờ hay tối. Ủa, tại tôi ở đây mất kiến mà. Đây cô Phèn. Dạ. Xin mời chú Nguyễn Văn Đờn. Dạ. Đây phát quà cho chú Đờn.
Để đưa khiêng ra cho chú. Xin mời chú Hồ Văn Nho. Dạ, cũng trống này. Chị Út ơi. Dạ. Chị Út xách giùm cái chú này chú. Xin mời chú Hồ Văn Nho. Dạ dạ. Từ từ đi chú. Rồi phải ôm luôn. Chú Nho xin mời chú. Ủa đâu chị có? Đâu vậy? Lịch sử dụng. Dạ. Xin mời cô Trần Thị Đẹp, cô Nguyễn Thị Sáu. Xin mời hai cô Đẹp và cô Sáu. Nhiều nhiều cô đến giùm mình. Từ một người đến một người. Dạ, cho cô gửi cô. Dạ, gửi cho cô. Xin mời cô Võ Thị Buông. Xin mời cô Nguyễn Thị Mối. Dạ. Xin mời cô Buông và cô Mối. Ai dìu dìu cô ngồi sau giùm nữa. Chị dìu 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 cái cô ngồi sau đó tới giùm. Rồi mấy chú đó chắc khiêng ra xe luôn hả? Vậy bây giờ chị đem đỡ ra bàn đi. Đem ra bài bằng đá đỡ đi cho nó trống. Rồi, gửi cô. Xin mời cô Phạm Thị Thủy và cô Lê Thị Tám. Cô Thủy, cô Tám. Dạ cậu đứng dậy. Dạ gửi lời xin cô. Dạ cô gửi lời xin. Không nổi đâu, không nổi đâu. Hỗ trợ luôn á. Xin mời chú Nguyễn Văn Tư và cô Nguyễn Thị Dành. Xin mời chú Nguyễn Văn Tư tự vậy đó. Chú tự. Chú tự và cô Dành. À cô Dành. Dạ chú tự. Xin mời cô Trần Thị Sinh. Xin mời Trần Ngọc Anh. Xin mời cô Quỳnh Thị Thủy. Đây, em mời chú Phước. Dạ. Dạ. Rồi cuối cùng anh kiếm còn cái này cho mẫu giữ giùm cho mấy cái người mà nãy đến mà chưa có kịp nhận này á, nãy mà gửi đó cho mấy Phật tử nào mà chưa có nhận cái lì xì của vợ chồng bá Tùng á. Rồi chương trình làm quà Tết xuân của năm 2024 đến đây tạm dừng nhá. Hẹn lại rằm tháng 7 năm sau. Xin cảm ơn. Ô Phật. Dạ rồi, cảm ơn anh Kiếm rất là nhiều. Đó là cô chú Nghĩa. Dạ rồi, Nghĩa cũng được nhận một phần lấy lộc của đúng rồi. Cả nhà. Dạ con cảm ơn cô chú này nè. Thì con cũng kính chúc cho cô Trang mình sống lâu trăm tuổi với con cháu nha. Để Trang còn tiếp tục mình làm những công việc có ích nè, giúp ích được cho những bà con khiếm thị, khuyết tật, khó khăn trong cuộc sống nha cô. Dạ con cảm ơn cô. Rồi thằng Nghĩa kết thúc clip đây nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip sau nha.